Thưa quý vị, binh sĩ Anh Quốc sáng tạo lối nhảy Gangnam Style mới tại căn cứ quân sự Patchen, tin từ Afghanistan. Lối nhảy Gangnam đã trở thành một huyền thoại được mọi người dân ưa thích trên thế giới. Tại căn cứ quân sự Anh Quốc tại quốc gia Afghanistan, một lối nhảy Gangnam mới đã được binh sĩ Anh Quốc sáng tạo. Thế giới đều biết qua điệu nhảy Gangnam Style, chỉ trong một thời gian ngắn đã có hơn 970 triệu lượt vào YouTube để xem điệu nhảy mới lạ và hấp dẫn này. Binh sĩ Anh Quốc trực thuộc sư đoàn 7 bộ binh tại căn cứ quân sự Patchen đã sáng chế một điệu nhảy mới với cái tên thật hấp dẫn, đó là Afghan Style, kéo dài ròng rã trong suốt 3 tháng vào những thời gian không có tác chiến và sau giờ làm việc. Điệu nhảy Gangnam Afghan Style được ra đời với sự giúp đỡ của cơ quan truyền hình quân đội Anh Quốc. Sáng tạo điệu nhảy Afghan Style nhằm trong chương trình gây quỹ cho lực lượng cứu hộ miền núi Swedale nằm tại phía bắc Yorkshire, Anh Quốc.